Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức với nhiều cách làm hay, chương trình mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động, nhiệm kỳ 2018-2023, Liên đoàn Lao động huyện Tuần Giáo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. nhiệm kỳ 2018-2023, được sự quan tâm giúp đỡ của Liên đoàn Lao động tỉnh, sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hoạt động công đoàn ở huyện Tuần Giáo đã mang lại nhiều kết quả nổi bật, tạo dấu ấn trên tất cả các lĩnh vực. Kết cấu hạ tầng xã hội, bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của quê hương đất nước. Các hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện cũng được các cấp công đoàn chú trọng thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực như chương trình Tết Xung Vầy, Tháng Công Nhân, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn, xây dựng các công trình, các hoạt động xã hội cho đoàn viên, lao động vùng cao, vùng xa, địa bàn khó khăn. Cảm ơn các chính quyền đã giúp đỡ gia đình tôi có ngôi nhà mới, hang trang, đầy đủ các thứ. Tôi rất vui cuộc sống mẹ con chúng tôi luôn ổn định. Hiện nay liên đoàn lao động huyện Tuần Giáo quản lý 108 công đoàn cơ sở, trong đó 19 công đoàn cơ sở khối xã thị trấn, 7 công đoàn cơ sở đơn vị sự nghiệp, 62 công đoàn cơ sở khối trường học, 3 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp, 17 công đoàn cơ sở khối các cơ quan phòng ban chuyên môn với tổng số đoàn viên công đoàn là 3.029. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn huyện Tuần Giáo luôn coi trọng việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xem đây là điều kiện tiên quyết để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đặt ra. Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn đã chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của công đoàn về thi đua khen thường, tổ chức phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, như thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả. Phong trào thi đua cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc gắn với thi đua dân vận khéo. Phong trào thi đua hay tốt gắn với cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo trong ngành giáo dục phong trào thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, phong trào sáng kiến cải tiến lề lối làm việc gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức trung thành sáng tạo, tận tụy gương mẫu, phong trào đoàn viên người lao động huyện tuần giáo thi đua làm theo lời bác. Các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành liên đoàn lao động huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện nghị quyết và chương trình hoạt động của công đoàn. Lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra và hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, tham gia công tác xây dựng Đảng cơ quan vững mạnh. Xác định công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là yếu tố quyết định đến chất lượng các phong trào hoạt động. Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn trong toàn huyện đã kết nạp mới 425 đoàn viên nâng tổng số đoàn viên người lao động lên 3.029 người. Thành lập mới 5 công đoàn cơ sở, đưa tổng số công đoàn cơ sở trực thuộc lên 108 đơn vị. Đại đa số đoàn viên, người lao động có phẩm chất chính trị vững vàng, tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có kỹ năng nghiệp vụ và tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Kết quả phân tích chất lượng hàng năm có 20% công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trên 75% công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, dưới 5% công đoàn cơ sở hoàn thành nhiệm vụ. Có trên 90% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc. Nhiệm kỳ qua, với phương châm hoạt động hướng về người lao động, các cấp công đoàn huyện Tuần Giáo đã thực hiện nhiều hoạt động, chương trình phúc lợi, chăm lo, giúp đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động trong đó điểm nhấn là chương trình Tết Xung Vầy được tổ chức hàng năm với 100% công đoàn cơ sở thưởng Tết cho đoàn viên. Thông qua chương trình, Liên đoàn Lao động huyện đã thăm hỏi động viên tặng hơn 500 xuất quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các công đoàn cơ sở với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Trao 14 nhà mai ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trên 382 triệu đồng đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương được cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận. Gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn, trong năm vừa qua được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của ban chấp hành công đoàn và sự động viên, chia sẻ, giúp đỡ của các đồng chí đoàn viên công đoàn đã giúp tôi ổn định cuộc sống. Một trong những điểm sáng và đột phá của Liên đoàn Lao động huyện Tuần Giáo trong nhiệm kỳ qua là việc chủ trì phối kết hợp xây dựng, thực hiện các công trình phần việc công đoàn nhân các ngày lễ lớn của huyện, tỉnh và đất nước. Với ba công trình nhiều phần việc có tổng trị giá gần 1 tỷ đồng được hoàn thành đưa vào sử dụng. Trong đó từ nguồn quỹ liên kết phục vụ nông nghiệp do Liên đoàn Lao động huyện quản lý, cùng với sự ủng hộ của các mạnh thường quân và sự ủng hộ của đoàn viên công đoàn trong toàn huyện. Liên đoàn lao động huyện đã trao tặng 84 đèn năng lượng mặt trời, hỗ trợ cát đá xi măng, đổ 20 chân cột đèn cho các xã Pú Nhung, Quài Cang, Tỏa Tình, Tênh Phong, hỗ trợ 22 tấn xi măng cùng nhiều nguyên vật liệu khác làm đường liên bản với chiều dài 300m, rộng 2m, dày 14cm, với tổng số tiền gần 300 triệu đồng qua thực hiện các chương trình phần việc đã góp phần đảm bảo hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, giúp các địa phương sớm hoàn thiện tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Được sự quan tâm của công đoàn các cấp cũng như là ban chấp hành công đoàn xã, đời sống của công đoàn viên trong xã thì cũng được quan tâm đến các cái chế độ chính sách cũng đã được quan tâm đầy đủ cho công đoàn viên. Từ đó mà công đoàn viên cũng đã phấn khởi để tâm công tác. có thể khẳng định trong nhiệm kỳ 2018-2023 các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động huyện tuần giáo được phát động sôi nổi mạnh mẽ hoạt động công đoàn đã hướng về cơ sở đáp ứng nguyện vọng của công nhân viên chức lao động tạo sự gắn bó giữa công nhân viên chức người lao động với tổ chức công đoàn vị thế của tổ chức công đoàn được nâng lên xứng đáng là người đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên. Phát huy kết quả đạt được, với thời cơ mới, khí thế mới, tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới, hoạt động công đoàn trên địa bàn huyện Tuần Giáo sẽ phát huy mọi thuận lợi, nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi thử thách để tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả to lớn, góp phần cùng đảng bộ và nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 23, xây dựng quê hương tuần giáo phát triển nhanh và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, bằng những chương trình hoạt động cụ thể, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2023 đã và đang được huyện Đoàn Tuần Giáo triển khai rộng khắp đến các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, sức khỏe, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 được huyện đoàn tuần giáo triển khai thực hiện từ cuối tháng 5 đến hết tháng 10 năm 2023 với một chương trình và bốn chiến dịch trọng tâm, gồm chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, hành quân xanh, kỳ nghỉ hồng. Các hoạt động trong chiến dịch sẽ chú trọng phát huy tính chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn, thế mạnh của thanh niên, mở rộng phạm vi hoạt động, công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị giữ trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt điểm mới của chiến dịch năm nay là có thêm đội hình thanh niên tình nguyện chuyển đổi số. Theo đó đoàn viên thanh niên trong toàn huyện sẽ tham gia đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác đoàn, góp phần chuyên nghiệp và hiện đại hóa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nâng cao nhận thức của tuổi trẻ về quá trình chuyển đổi số của quốc gia. Thì ban thường vụ hình đoàn tôn giáo đã xây dựng cái kế hoạch và cụ thể hóa trên cơ sở văn bản của Trung ương, văn bản của tỉnh để triển khai tháng thanh niên chúng tôi đã xây dựng và thực hiện để triển khai tới các đoàn cơ sở và đoàn trực thuộc và trên cơ sở đó cũng triển khai sát sao và chúng tôi thành lập cái ban chỉ đạo tháng thanh niên hướng dẫn cách hoạt động thực hiện theo từng tháng, đấy, từng tuần và từng cơ sở và từng địa phương phù hợp với tình hình thực tế. Đấy như một số điểm như là các cụm dân cư hoặc là các điểm trường học và một số điểm ở trên địa bàn khối phố và một số xã thị trấn. Để chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được triển khai thực chất, hiệu quả, trở thành đợt thi đua sôi nổi với màu áo xanh của tuổi trẻ trên khắp các mặt trận, nhân lên những công trình phần việc ý nghĩa, tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên thanh niên. Huyện đoàn tuần giáo đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chiến dịch, đẩy mạnh truyền thông, yêu cầu các tổ chức đoàn trực thuộc kêu gọi toàn thể cán bộ đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn cùng hưởng ứng nội dung của các chương trình chiến dịch, đồng thời yêu cầu các cơ sở đoàn và đoàn trực thuộc triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2023, đảm bảo thực hiện một chương trình, 4 chiến dịch tình nguyện gắn với từng khối đối tượng. Trong đó chú trọng thực hiện chủ trương 3 liên kết, gồm liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng. Các hoạt động tình nguyện trong chiến dịch được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và phương thức tổ chức, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đơn vị. Nằm trong chuỗi các hoạt động trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2023, Ban Thường vụ huyện đoàn đã chỉ đạo các đơn vị đồng loạt gia quân, tổ chức Ngày Chủ nhật Xanh, đồng loạt toàn quốc lần thứ hai năm 2023. Đây là hoạt động nhằm chung tay giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới và Tháng Hành động vì Môi trường với chủ đề chung tay đẩy lùi ô nhiễm rác thải nhựa của đoàn viên thanh niên huyện Tuần Giáo. Hoạt động đã thu hút hàng trăm đoàn viên thanh niên tại 22 chi đoàn trong toàn huyện, gia quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, các điểm đen chân rác, cải tạo cảnh quan môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, triển khai các tuyến đường hoa nông thôn mới. Khi tham gia cái hoạt động này thì em thấy rất là ý nghĩa vì nó là một hoạt động môi trường nó sẽ cũng có cái ý nghĩa rất lớn đối với cả si đoàn trường cũng như là bên huyện đoàn. Qua cái hoạt động của chúng em thì em cũng mong là rằng có sự ủng hộ của mọi người cũng như người dân để cho giữ một môi trường xanh sạch đẹp cùng với các hoạt động bảo vệ môi trường cảnh quan khu dân cư. Từ những ngày cuối tháng 5 năm 2023, đoàn viên thanh niên tại 19 trên 19 xã thị trấn của huyện Tuần Giáo đã triển khai chiến dịch mùa hài xanh với các hoạt động thiết thực như giao quân tình nguyện giúp gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đào hố, trồng mắc ca, tổ chức đội hình tình nguyện tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nông lâm nghiệp, hỗ trợ thanh niên, nông thôn, làm kinh tế, phát triển sản xuất. À, ban thường vụ đoàn xã Mùn Trung cũng đã phát động rất nhiều cái à, tình nguyện hè năm 2023 như hàng chủ nhật xanh hàng tuần chúng tôi đều thực hiện theo kế hoạch của huyện đoàn hôm nay huy động đoàn viên thanh niên hỗ trợ gần 300 hố trồng cái mắc ca hỗ trợ thương binh liệt sĩ hộ nghèo hộ cận nghèo trong toàn xã nhằm phát huy tinh thần sung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong việc giúp đỡ những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Vào trung tuần tháng 6 vừa qua, đoàn xã Mùn Trung đã phối hợp với dân quân tự vệ xã, hỗ trợ hai hộ gia đình chính sách tại bản bó lách xã Mùn Trung đào gần 300 hố trồng cây mắc ca. Được biết các hộ nhận sự hỗ trợ thuộc diện hộ nghèo, gia đình thương binh hạng 4, lao động chính của gia đình đã đều là người lớn tuổi với sự giúp đỡ của đoàn viên thanh niên cùng với dân quân tự vệ xã, đã giúp hai gia đình yếu thế thực hiện kịp thời tiến độ dự án trồng mắc ca đã đăng ký với xã. Gia đình tôi bây giờ là à, hộ cận nghèo. Thế là hai vợ chồng già không làm được. Hôm nay có đoàn thanh niên xã đến giúp thì rất là cảm ơn. Sau này cũng um, sẽ cố gắng um, chăm sóc cây mắc ca này cho nó lên tốt cho nó có hiệu quả. Sau gần 2 tháng giao quân chiến dịch, các tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã giúp các hộ gia đình chính sách tại 19 trên 19 xã thị trấn đào hàng trăm hố trồng mắc ca, phối hợp tổ chức 7 hoạt động tư vấn hướng nghiệp, thu hút trên 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia, thành lập các đội hình tình nguyện mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, hành quân xanh, tiếp sức mùa thi, đồng loạt ra quân hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tạo môi trường thực tiễn sinh động để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, sức khỏe, có kỹ năng thực hành xã hội. Mùa hè tình nguyện mới của thanh niên đã bắt đầu, đây là cơ hội để mỗi đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Tuần Giáo phát huy sức trẻ sự nhiệt huyết, sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động, quyết tâm làm nên chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2023 thành công ý nghĩa. Trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.